trong cái bối cảnh đất nước hiện nay cũng không có một cái lực lượng chính trị nào có thể thay thế được cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái sự lãnh đạo đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội mà theo cái tiêu chí là dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng năm, duy nhất chỉ có Đảng ta đứng ra gánh vác và làm tròn cái sứ mệnh lịch sử dân tộc và nhân dân tin tưởng giao phó cho thôi. Cho nên chính vì cội nguồn gốc rễ đấy, cho nên bây giờ chúng ta không nhất thiết phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Và cái điều ấy nó được sự ghi nhận của nhân dân, sự tôn vinh của nhân dân, sự thừa nhận của nhân dân rồi. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng cũng chưa nhìn thấy có một cái thành phần nào, một cái bộ phận nào mà có thể thay thế được đối với đảng ta để lãnh đạo đất nước. Như vậy thì chúng ta khẳng định rằng là cái việc đa nguyên đa đảng riêng đối với Việt Nam là không cần thiết và cũng không thể xảy ra. Đây cũng là nội dung của chương trình Nhận diện sự thật số đặc biệt Chào Xuân Bính Thân. Nhân dịp này, xin chúc quý vị cùng các đồng chí bước vào một mùa xuân mới với khí thế mới và thắng lợi mới. Thưa quý vị và các đồng chí, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một vị trí đặc biệt như thế nào để có được sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đến như vậy? Trước khi đến với ý kiến của Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, khách mời của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một chính đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam có một chính đảng mang bản chất cách mạng, đủ sức lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chỉ 15 năm sau khi ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong suốt 30 năm sau đó, dưới sự lãnh đạo tài tình và đường lối cách mạng sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã kiên cường đấu tranh giành thắng lợi trong cả hai cuộc kháng chiến chống xâm lược. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chấm dứt sự xâm lăng của thực dân Pháp tại Việt Nam và Đông Dương, tới đại thắng mùa xuân năm 1975, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, là một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí có thể cho biết sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của dân tộc cũng như là của đất nước chúng ta không ạ? Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó, thì chúng ta mới chỉ ra được một cái mục tiêu cách mạng đúng đắn, một cái đường lối cách mạng đúng đắn và đưa ra một ngọn cờ phù hợp với ý nguyện của nhân dân, ý nguyện của dân tộc, nhưng vừa phù hợp với xu thế thời đại. Đó là cái thời đại mới đã mở ra từ sau cách mạng tháng 10 năm 1917. Vậy trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thì vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có một vai trò như thế nào trong cuộc cách mạng đấy ạ? Có thể nói trong cả hai cuộc kháng chiến và trước đó là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập năm 45 đã chứng minh rằng là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức to lớn. Tôi xin nhắc lại, vai trò đó thể hiện ở mấy vấn đề. Một là chỉ ra mục tiêu đấu tranh đúng đắn. Hai là chỉ ra con đường cách mạng đúng đắn. Ba là tổ chức xây dựng lực lượng một cách khoa học. Và thứ bốn là sử dụng cái hình thức phương pháp đấu tranh để đưa sức mạnh đó giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Có thể thấy rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu và có được những thắng lợi đáng để bạn bè Nam Châu ngưỡng mộ. Vì sao mà Đảng ta lại nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía nhân dân trong cuộc đấu tranh đấy ạ? Dân ta cần cái gì? Chính là cần độc lập, cần tự do, cần ấm no hạnh phúc. Và ai trả lời được câu hỏi đấy thì dân sẽ ủng hộ. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì mới chỉ ra được một cái mục tiêu đấu tranh mà chúng ta phải đấu tranh bằng được chống lại các cách xâm lược của nước ngoài, giành độc lập tự do cho dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một đất nước tự do, ấm no hạnh phúc theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Và như thế cái mục tiêu đấu tranh ấy chính là cái mà phù hợp với ý nguyện và tâm nguyện của toàn dân Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, đó là trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Còn trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng ra sao? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Sau chiến tranh, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tái thiết, xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, vươn lên phát triển kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, với mức tăng trưởng GDP bình quân 6-7% một năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 2.100 đô la, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, chính trị xã hội ổn định, độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Đảng ta đề xuất sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đề xuất cái đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước với mục tiêu hướng về nhân dân, với mục tiêu có một chế độ dân chủ, với mục tiêu ấm no, tự do, hạnh phúc và thực hiện ước muốn của Hồ Chí Minh là đưa đất nước Việt Nam sánh ngang với các cường quốc trên năm châu. Sau khi xem phóng sự vừa rồi thì đứng trên cương vị là một nhà nghiên cứu lịch sử thì thiếu tướng có nhận xét gì về những thành tựu đó ạ? Chính nhân dân chúng ta đã bước đầu phát thảo ra những ý tưởng về vấn đề đổi mới và Đảng ta đã nắm bắt được cái đó, đã thay mặt nhân dân ta kết hợp và đưa ra một cái tổng thể, một cái đường lối, một kế hoạch đúng đắn và tập hợp nhân dân trong sự nghiệp đổi mới. Sở chúng ta có thành tựu như vậy, nó còn có một lý do nữa. Chúng ta được rất nhiều bạn bè quốc tế yêu mến và ủng hộ. Chính vì thế chúng ta đã thu nhận được sự ủng hộ quốc tế rất to lớn. Chúng ta đã phá được thế bao vây, phá được thế cấm vận và có sự hội nhập quốc tế to lớn như ngày nay. Thưa đồng chí, bên cạnh những lý do mà đồng chí đã chia sẻ như là nắm bắt được những mong muốn, suy nghĩ của người dân cũng như là được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế thì còn có lý do nào có thể giúp cho Đảng ta lại có thể đạt được những thành tựu đó hay không? Trước hết, Đảng ta từ trước nay vẫn có một đường lối lãnh đạo đúng đắn. Đường lối đó xuất phát từ những động cơ chính trị trong sáng, là không có gì, không có nguyện vọng nào khác là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, phục vụ dân tộc. Chúng ta đã có quyết sách đúng, đưa ra những mục tiêu đúng. Và cái quan trọng là cái đường lối và cái mục tiêu đó của Đảng lại phù hợp hoàn toàn với điều kiện khách quan và đặc biệt là phù hợp với nguyện vọng và ý nguyện của nhân dân. Như vậy thì chúng ta có thể khẳng định được rằng là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc ta là không thể phủ nhận, đúng không thưa thiếu tướng? Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài nhân dân. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là kể cả trong kháng chiến cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự những người tiêu biểu cho trí tuệ, cho phẩm chất cách mạng của toàn Đảng cũng như là đại diện cho ý nguyện và ý chí của nhân dân, cho nên được dân ủng hộ và tin cậy. Vậy thưa thiếu tướng, vì sao các thế lực thù địch lại muốn Đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo đối với xã hội ạ? Trong thời kỳ mới hiện nay thì trong khi chúng ta chủ trương đổi mới gắn kết chặt chẽ giữa độc lập tự do, giữa hạnh phúc của nhân dân với xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa thì cũng có người chưa thật sự đồng tình với cái đó, cũng có người không đồng tình vì lẽ họ chưa hiểu hết, cũng có người không đồng tình về động cơ chính trị, nó dẫn đến là họ muốn là xóa bỏ cái độc lập tự do của Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Như vậy theo ý kiến cá nhân của thiếu tướng thì thiếu tướng có nghĩ Việt Nam cần phải đa nguyên đa đảng hay không ạ? Nhân dân ta không cần một cái sự lãnh đạo nào khác ngoài sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vậy thưa thiếu tướng, tại sao chúng ta lại không cần đa nguyên đa đảng ạ? Thực tiễn lịch sử của chúng ta trong quá trình từ khi Đảng ra đời cho đến nay đã cho thấy ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có một cái lực lượng chính trị nào đủ sức để đưa ra một cái ngọn cờ để tập hợp được tất cả ý nguyện của nhân dân ủng hộ cái đảng đó. Hay nói khác, cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một thực tiễn lịch sử đã được lịch sử ghi nhận, được nhân dân tôn vinh. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thiếu tướng. Thưa quý vị và các đồng chí, vậy khi đòi Đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo đối với xã hội thì thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường sử dụng sẽ như thế nào? Trước khi trở lại với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
lợi dụng tự do dân chủ, tự do báo chí, tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo thông tin, hạ thấp vai trò của Đảng và những thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đánh cháo các khái niệm và chia rẽ Đảng với nhân dân, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện cuộc cách mạng màu, lợi dụng những kẻ cực đoan cơ hội để chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, nhằm hạ thấp uy tín, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là các thế lực thù địch cũng sử dụng một số những thủ đoạn nham hiểm nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Vậy bên cạnh các thủ đoạn đó thì các thế lực thù địch còn sử dụng những thủ đoạn nào khác để có thể hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và để thực hiện mục tiêu tiến đến quyền lãnh đạo của chúng không ạ? Thứ nhất, về nội dung, họ xuyên tạc cái đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai là muốn chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ Đảng với quân đội, chia rẽ Đảng với công an, vân vân. Thứ ba là chia rẽ sự đoàn kết trong chính nội bộ nhân dân. Thế ngoài ra còn có một vấn đề nữa mà chúng ta hết sức cẩn trọng, hết sức lưu tâm. Đó là họ lợi dụng và dùng ngay những cái yếu kém, những khuyết điểm của nhân dân ta, những yếu kém, khuyết điểm của chính Đảng ta, của đội ngũ cán bộ đảng viên, để coi đó như là một cái minh chứng cho cái đúng của họ. Vậy thưa Thiếu tướng, những thủ đoạn đó thì có sự nguy hiểm như thế nào ạ? Nó rất nguy hiểm nếu như nhận thức của mỗi người, kể cả cán bộ đảng viên, kể cả quần chúng nhân dân, mà không có một sự tinh tế, không hiểu sâu, không nắm rõ, không phân biệt được đúng sai. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là những cái luận điệu ấy lại xuất phát từ bên ngoài với ý đồ đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, làm mất độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Trường hợp ấy thì sức mạnh của cái luận điệu ấy nó sẽ kết hợp với sức mạnh của kinh tế, của súng đạn để chống lại dân tộc. Vậy đứng trước những mối nguy hiểm như vậy thì chúng ta cần phải có những biện pháp nào để có thể ngăn ngừa và làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch? Phải tiếp tục xây dựng, củng cố, chỉnh đốn Đảng để thật sự xứng đáng là người dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng phải thật sự quang minh, thật sự hy sinh phấn đấu vì lợi ích của nhân dân. Ngoài cái lợi ích đó không có lợi ích nào khác. Trong điều kiện này, dân trí được nâng cao, thông tin truyền thông hết sức đa dạng phong phú. Nhưng chính trong điều kiện đấy, nhân dân ta cũng hết sức tỉnh táo để nhận rõ những cái đúng sai trong xã hội hiện nay. Nhận rõ hơn nữa cái vai trò lãnh đạo không gì thay thế được của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Nhận rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch để chính nhân dân tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho Đảng của mình. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo. Thưa quý vị và các đồng chí, thực tiễn 86 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân tố ấy được kết tinh bởi lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là lý do duy nhất để nhân dân một lòng tin Đảng, để Đảng ta khẳng định được vai trò, vị thế độc tôn lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương trình xin được phép khép lại tại đây. Kính chúc quý vị và các đồng chí đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui.